Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê về du lịch, thì lĩnh vực này trong năm 2017 vừa qua đã đạt được kết quả ấn tượng với số khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt mức kỷ lục gần 13 triệu lượt người, tăng gần 30% so với năm trước, tương đương với tăng 2,9 triệu lượt khách. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của ngành du lịch kể từ khi thành lập. Có được những kết quả đó là nhờ nhiều cú hích lớn cho ngành du lịch, đặc biệt là nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam đứng thứ 6 trong tổng số 10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017. Việt Nam lọt top 10 điểm có lượng du khách du lịch tăng nhanh nhất thế giới năm 2017. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều danh hiệu giải thưởng quốc tế về du lịch mà Việt Nam được trao tặng trong năm 2017. Điều này cho thấy thương hiệu của du lịch Việt Nam đang ngày càng được định vị trên trường quốc tế. Quá trình thu hút đầu tư, tích lũy đầu tư của ngành du lịch trong nhiều năm qua đã mang đến một cái năng lực mới về cái khả năng tiếp nhận khách, phục vụ khách của ngành. Và nó đã hình thành được một số những cái địa bàn du lịch trọng điểm, nó là động lực cho cái sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Đến hết năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đón được khoảng 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với năm 2016. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 500.000 tỷ đồng, đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Những con số trên được các chuyên gia đánh giá là một kỳ tích của du lịch Việt Nam. Kỳ tích ấy có được cũng là nhờ đẩy mạnh quảng bá du lịch, các tour tuyến điểm được chú trọng đầu tư, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn. Mừng nhất là rất là nhiều doanh nghiệp đã đồng hành và tham gia vào cái phát triển du lịch, trong đó nhất là cái cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú, rồi vui chơi giải trí, rồi tất cả. Thì chúng ta cũng biết khi khách tăng thì cái điều quan trọng nhất đó là cái cơ sở lưu trú và các dịch vụ vui chơi giải trí. Từ đó thì thu hút khách từ tất cả các nước. Một trong những cú hích lớn cho du lịch Việt Nam là vào đầu tháng 1, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp đó vào giữa tháng 6, luật du lịch 2017 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. Bên cạnh đó, các chuyên gia du lịch cũng cho rằng thu hút của du lịch Việt Nam còn nhờ vào chính sách visa ngày càng thông thoáng. Chưa bao giờ ngành du lịch nhận được cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội như là trong thời gian vừa qua. Với cái việc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các cái giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch. Và đặc biệt là Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cái đặc biệt của ngành du lịch trong năm qua, nó tạo ra được một cái không khí phấn khởi trong khắp cả nước và nó kích thích cái sự phát triển kinh tế không chỉ của du lịch mà nhiều ngành kinh tế đi theo cũng phát triển rất là mạnh mẽ. Cho nên có thể nói du lịch năm 2017 đã phát triển nhanh và thực sự trở thành một đầu tàu trong nền kinh tế của Việt Nam. Với mục tiêu đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, thì chỉ còn 2 năm nữa tính từ thời điểm hiện tại sẽ là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, với những gì đã làm được trong năm 2017, du lịch Việt Nam vẫn có thể tự tin vào sức hút của mình trong năm 2018 để tiếp tục duy trì những con số ấn tượng của năm vừa qua.